chuyển hướng rất tốt. Phan Tuấn Tài đón được vị trí này và căng ngang vào. Phan Tuấn Tài với những quả tạt từ bên phía cánh trái và những cú đá chết chóc của cao thủ U23 Việt Nam ở trong trận đấu trước đó là Văn Tùng, và trận đấu này đó là một tình huống dứt điểm mang ngoài miễn chê đến từ Tiến Long. Trong lúc chúng ta gặp khó, chúng ta đã có Tuấn Tài. Một pha bóng đột biến của Phan Tuấn Tài bên lá cánh trái